Yo, xin chào các thượng đế, lại là Sinh Đây 420 đây. Hôm nay Sinh Đây muốn giới thiệu đến các thượng đế tẩu kim loại chai bia TT11, được chế tác từ kim loại cứng, mang lại độ bền và khả năng chịu lực cao. Chất liệu kim loại này giúp bảo vệ tẩu khỏi vỡ hoặc nứt, đặc biệt hữu ích trong buổi đi chơi ngoài trời hay bạn di chuyển. Nhờ vào sự chắc chắn này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền của sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. Với chiều dài chỉ 8 cm, tẩu có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Kích thước này làm cho tẩu trở thành đối tác lý tưởng cho mọi dịp và không gian. Dù bạn đi dã ngoại, tham gia một bữa tiệc ngoài trời hay đơn giản là thư giãn tại nhà, tẩu kim loại chai bia luôn sẵn sàng phục vụ. Một trong những điểm nổi bật của tẩu chính là thiết kế hình chai bia bóng loáng với nhãn mác độc đáo. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài bắt mắt mà còn thể hiện phong cách trẻ trung. Tẩu kim loại chai bia là loại tẩu khô tiện lợi, dễ dàng lắp ráp chỉ bằng một cú vặn để ghép thân và bồn lại với nhau. Bồn của tẩu có đường kính và độ sâu rộng rãi, đảm bảo chất lượng không thua kém bất kỳ tẩu thông thường nào. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Sinh Đây 420 tiếp hay phụ kiện chất, nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.